Thực hiện công điện số 1850 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 386 của Thành ủy Cần Thơ, thực hiện công điện số 1850, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan địa phương, đơn vị tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022. Theo đó, các sở ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh. Riêng Sở Y tế tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát dịch bệnh, biến chủng của virus để chỉ đạo, đề xuất chỉ đạo theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó hiệu quả phù hợp. Trong trường hợp tiếp nhận thông tin hoặc phát hiện trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm biến chủng Omicron, khẩn trương tổ chức khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch và báo cáo nhanh cho thường trực ban chỉ đạo, sở chỉ huy theo quy định.